Thưa quý vị, kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024, sáng nay, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường và các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước dự lễ viếng. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang. Nguyện hứa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kiên trì con đường mà Người đã lựa chọn, ra sức vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người, tích cực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu đẹp văn minh. Tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, với lòng biết ơn vô hạn, các đại biểu đã nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, hy sinh cho Tổ quốc. Hàng triệu thân nhân liệt sĩ mãi mãi không bao giờ được gặp lại những người thân yêu của mình. Nhân dân Việt Nam đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ. Trong 77 năm qua, rất nhiều phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm. Các phong trào đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của toàn xã hội, trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa, góp phần quan trọng vào việc củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội, khơi dậy bồi đắp những giá trị nhân ái của mỗi người Việt Nam.